Mùa hạ năm 1347, Thượng Hoàng Trần Minh Tông phát giác Bảo Y Vương Hiến, một quý tộc của họ Trần, tội ăn trộm vật báu trong cung. Ông đã nghiêm trị hành vi sai trái bằng việc đuổi Bảo Y Vương Hiến làm phiêu kỵ tướng quân trấn Vọng Giang, rồi cho người theo giết ở sông Vạn Nữ, lộ Trường Yên, nay là tỉnh Ninh Bình. Vài hoa cán. Này, ta hỏi, tấm vải quý này vì đâu mà có? Thưa vương gia, tấm vải hoa cán này là do thuyền buôn nhà Tống tặng cho triều đình Đại Việt. Về sau, vải này được dùng may áo cho Thượng Hoàng, nhưng do đo áo hơi ngắn nên Thượng Hoàng ra lệnh cất vào kho để làm vật báu. Phí quá. Như vậy thì còn gì là giá trị nữa. Chi bằng áo đẹp quá, cái màu này rất hợp. Chất liệu gì quá đẹp quá đấy. Xin mời. Rượu ngon. Bảo Uy Vương hôm nay có y phục rất đẹp. Ai cho ngươi thứ vải đó? Dạ bẩm, thần được biếu tặng ạ. Ai biếu cho ngươi? Dạ là một lái buôn ở Xiêm La. Chứ đây không phải là vải hòa cán mà lái buôn nhà Tống trước đây đã dâng lên triều đình hay sao? Dạ. Người đâu, kiểm tra y phục quán và cho lục soát lại kho vải của triều đình. Thượng Hoàng tha tội. Bẩm Thượng Hoàng, Bảo Y Vương Hiến đã bắt đầu lên đường tới trấn Vọng Giang theo đúng hình phạt rồi ạ. Tội ăn cắp của Bảo Uy Vương đúng là một nỗi nhục của tôn thất nhà Trần. Xem ra hình phạt ta dành cho một kẻ tham lam, gian dối và thiếu tự trọng như vậy là quá khoan dung. Kẻ như hắn mà không trừng trị nghiêm khắc, sao làm gương cho bách quan? Cho quân bám theo Bảo Uy Vương đến sông Vạn Nữ rồi xử đi cho ta. Là người thuộc dòng dõi tôn thất họ Trần, tấm gương của thiên hạ, hành động của Bảo Y Vương đã để lại tiếng xấu muôn đời. Sự khắt khe cứng rắn của Thượng Hoàng Trần Minh Tông trong việc nghiêm trị tội gian dối của Bảo Y Vương Hiến đã nêu một bài học lớn cho quý tộc và hoàng tộc nhà Trần.